Daisy from the Miss Side Boy. Check it out. Sau một thời gian tên hơi lặng tiếng, để xem mấy thằng nhóc bị phá trong rap game. Cũng đã đến lúc cái bút được đặt viết, để on the mic cái tụi mày phát đi. Mày có rap on nằm thì cũng vậy, ảo tưởng trên độ mày đang ở trên cao. Bệnh ngôi sao phải để thì chừng trị, để lâu vọng nắng lại càng ảo thêm cơ. Lọc chắc là cân mày thắc mắc, sao trên độ mày lại bị xếp thấp nhất. Bất chấp thắc mắc tao chỉ nói vắng tắt, đưa đến tao bị kẹt có mấy kêu rắc rắc. Để tao ví đồ ảo tưởng của mày như đồ ăn của bên tầng về lốc. Vì nó không những siêu to và khổng lồ mà còn hết thời không có gì để mong. Mày công kể công cho việc làm ích kỷ. Cuộc sống này là như vậy mà nó dần thích nghi. Cỡ mày chỉ trông khe không cần phải kích chị. Bây giờ tao hỏi lại là bọn mày thích gì. Tao không cần soi như vẫn sáng. Voice my face.